Mọi người nhìn lên thôi. Wow, ngoài đi là giòn không hết luôn á. Wow. Ăn nhầu trong gì sống á, dễ sợ chứ. Đó anh nhầu đây là hồ sinh này. Hồ sinh phá dữ. Đây. Rồi xong lên cho em xuống nè. Quá xiên hàng ơi, tuyệt vời. Đây là hoa hậu nhặt rác. Hoa hậu nhặt rác đây. Về các cái tóc vô. Điều này cùng là thành idol TikTok rồi đó. Biết rồi, hôm 1, 2, 3 là nhảy nha. Đúng rồi. Trong có mìn không thể có chừng nổ. Hôm 1, 2, 3 là nhảy. Nhảy cho mày cái đầu đứng xếp hàng đây luôn đây. Đúng rồi, đúng rồi, cắt clip ra. À đó hả? Wow, wow, wow. Còn idol TikTok không? Vô đi mọi người vô, mọi người vô, mọi người vô quay TikTok đi. Quan chơi chơi các bạn chơi hai bạn đi nè nè. Chù. Hai bạn đi làm âm thầm siêng năng quá. Hai bạn đi làm siêng năng âm thầm quá, xong chứ qua tham gia với nhóm này. Quá đẹp. Sống với niềm hy vọng thành phố chúng ta sẽ đón được nhiều du khách trong thời gian tới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Xin được cảm ơn phát biểu của ông Nguyễn, ông giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng. Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu về hưởng ứng chương trình. Xin được trân trọng kính mời ông. Chờ lại nè. Chờ lại. Bây giờ
đây, một thôi quá. Bê đôi. Thiếu. Bê đôi. Chưa. Tiếp đi. Nhanh lên, cười mỏi mồm lắm đấy. Diện mít cứ diện liên tục. Kính thưa anh Tô Văn Hùng, kính thưa chị Trần Tiểu Hạnh, thưa tất cả các anh chị là lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường. Đội trưởng và mình sẽ chia ra thành 4 nhóm. Thì trong buổi sáng hôm nay nhóm 1 đấy thì các anh chị, các cô chú anh chị mình thực hiện dọn vệ sinh trong tòa vòng bán kính 1 km, có nghĩa là từ sân khấu ở đây đi lên khu vực phía ở trên gần cổ hồ xanh thì 800m nữa là tới đội thứ hai và 800m nữa tới đội thứ ba và đến đội thứ tư, thì từ chỗ sân khấu này đi lên khu vực hồ xanh thì bên ban tổ chức đã phân chia vị trí ngày hôm qua rồi, thì chút nữa cả cái sân khấu đi lên về phía hồ xanh khoảng 800m. Và nhóm thứ hai chúng ta lại bắt đầu từ vị trí khoảng một cây số rưỡi trở xuống, hai đội chúng ta sẽ gặp nhau tại điểm giữa. Nhóm thứ ba chúng ta sẽ bắt đầu từ km khoảng một cây số rưỡi trở về phía hồ xanh, và nhóm thứ tư chúng ta sẽ bắt đầu từ hồ xanh đi trở xuống thành phố Đà Nẵng, chúng ta sẽ gặp nhau. Xin phép là nhóm một cả các anh chị ở bên cơ sở ban ngành không di chuyển, còn tất cả các cái nhóm mình là lấy xe máy các anh chị nhá, mình lấy xe máy và theo tổ trưởng đi lên cái vị trí đã được phân công. Tổ hiện tại bây giờ là các anh chị ban ngành, cơ sở ban ngành, anh chị ở khu vực ở đây đi lên khoảng tầm 8 đến 900 mét, rồi tổ 2 bắt đầu từ khu vực 800 mét đó trở đi lên thêm một tám thêm khoảng tầm 800 mét nữa. Thì bây giờ đây tổ, vâng, tổ chúng ta bên này là tổ số 2, thì chút nữa là các bạn lấy xe máy theo tổ trưởng rồi mình đi lên cái vị trí đã phân công, rồi các bạn nhớ cầm cái bao nhá. Rồi cái tổ trưởng